dính thính Trần Nghĩa chưa lâu, Quỳnh Cun đã bị Krustat lật mặt ở nhà trọ Ba La Nha tập 31. Gác lại những mâu thuẫn, cãi vã của tập phim trước, nhà trọ Ba La Nha tập 33 mở đầu khi Bách Xuân Nghị bất ngờ tổ chức một buổi họp báo, công bố rằng mình không hề có tình cảm với Kim và xin lỗi các thành viên Ba La Nha, đặc biệt là Nhiên Trần Vân. Sau buổi họp báo, Bạch tới tìm Nhiên để xin lỗi trực tiếp và cuối cùng, đôi trẻ đã về lại bên nhau. Đặc biệt, trong lúc mà Bách Nhiên chìm chuột, Nhân Trần Nghĩa Nhi Quỳnh Cun hóng hớt ở ngoài, vô tình đụng chạm và dường như giữa đôi trẻ đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt. Màn xin lỗi kẹp chân của Bách. Hóng hớt chuyện người ta nhưng đứng sát quá rồi nha hai anh chị. Ở một diễn biến khác, cặp chị em này tiếp tục có dấu hiệu tình cảm với nhau. Bộ Tứ Nhiên, Nhân Bách Nhi đã làm lành thế nhưng vẫn chưa thể vui trọn vẹn vì còn thiếu Lâm, Công Dương. Vì chuyện này, Lâm đã chủ động đi tìm Bách trước. Sau một hồi nói chuyện, hai anh em quyết định làm hòa. Đặc biệt Bách cũng hợp tác với ông Trung và cô Đồng, lên kế hoạch giúp Nhiên Nhân Nhi nguôi giận mà tha thứ cho Lâm. Bốn người quyết định để Lâm giả vờ bị sốc tâm lý nặng đến độ bị hét vào mặt, đánh đến chảy máu mũi hay chọc lét cũng không thay đổi biểu cảm. Dù kế hoạch không mang lại kết quả như mong đợi khi Lâm đã chót cười, nhưng rốt cuộc năm người đã tha thứ và về lại bên nhau. Bách Lâm làm lành, còn lên kế hoạch để Lâm làm lành với ba người còn lại. Kế hoạch này khiến Lâm bị Nhiên và Nhi đánh chảy máu mũi, bị Nhân, Nhiên chọc lét đủ kiểu, và bị cả nhà đánh một trận tơi tả. Phần phim sau là khi cả gia đình tìm cách để xoa dịu trái tim thất tình của Lâm. Hơn nửa tháng Hân Bích Ngọc bỏ đi, Lâm như người mất hồn, suốt ngày lang thang và nói chuyện với chiếc điện thoại. Cả nhà đặt ra yêu cầu, không được nói đến những từ cấm kỵ như hân, sữa, chết chóc, tai nạn, đau buồn nếu không sẽ bị án tát. Kết quả Bộ Tứ Nhân nhế Bách Nhiên liên tục phạm quỳ chỉ trong một bữa cơm để, rồi thay phiên tát nhau trong sự u sầu của Lâm. Lâm cả ngày như người mất hồn, cả nhà đặt ra những quy tắc để giúp Lâm sớm vơi bớt nỗi đau. Kết quả là lần lượt từng người phá quy tắc để rồi ai cũng bị án tát. Dĩ nhiên là những cái tát vui nha cả nhà. Nhà trọ Ba La Nha 2 tập cuối lên sóng vào 21 giờ 30 phút thứ tư, thứ năm ngày 4, ngày 5 tháng 6 trên kênh VTV3. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.